phần The V Show. Mình xin kính rất là cảm ơn khi mà quý vị khách đã đến đây dự cái ngày rất là vui của Vân Sơn. Hiện tại Vân Sơn rất là xúc động, không biết phải nói gì ngoài cảm ơn và xin lỗi tất cả quý vị quan khách, quý vị đại biểu, nếu như cái buổi hôm nay, cái ngày mà chỉ bắt đầu chạy thử chương trình của The V Show, nếu như mà có gì sơ sót, mong tất cả quý vị đại biểu, các anh chị, các cô chú và tất cả các bạn hữu hãy niềm tình tha thứ cho Vân Sơn. Dạ kính thưa quý vị, đầu tiên thì Vân Sơn xin được phép cảm ơn tất cả những người đã bỏ công cùng với Vân Sơn xây dựng, cải tạo lại trạm Nam Quan để trở thành một cái công ty, một cái nơi trú mà Vân Sơn tạm gọi là nhà hát của V-Show. Cảm ơn tất cả các bạn xây dựng, các công ty xây dựng đã góp sức với Vân Sơn, cùng với nhau chúng ta làm được khung cảnh đẹp như vậy. Vân Sơn đề nghị quý vị cho các bạn của Vân Sơn, những người đã góp công Vân Sơn một tràng pháo đặc biệt. Vân Sơn cũng xin cảm ơn tất cả anh chị em đang cộng tác với lại công ty The V-Show, những anh chị em nhạc sĩ, nhạc công, vũ công, những anh em làm âm thanh, những anh em làm màn hình LED, tất cả các anh em hiện tại gương mặt của từng anh em đang nằm trong cái team của Vân Sơn. Vân Sơn cảm ơn. Và đặc biệt là Vân Sơn được phép cảm ơn riêng một người, đó là bà xã của Vân Sơn ở nước ngoài đó, người ta ít cho chồng về Việt Nam làm ăn, không biết sao vậy. Vân Sơn về Việt Nam tìm hiểu kỹ ra đó thì tại vì phụ nữ Việt Nam rất là đẹp chứ không phải là Vân Sơn đẹp trai. Thành ra các ông mà về Việt Nam làm ăn thì hay bị lăng nhăng thế này thế kia, không phải là toàn bộ đâu, nhưng mà thành ra đó là lý do tại sao các bà xã bên Mỹ đó ít cho chồng về Việt Nam làm ăn. Nhưng mà bà xã của Vân Sơn á, chẳng những cho Vân Sơn về Việt Nam làm ăn, còn mang cả vốn liếng gia tài về Việt Nam để đầu tư vào The V-Show ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn chân thành đến bà xã của Vân Sơn. Không biết nói gì hơn, không biết dặn dày. Tất cả những lời cảm ơn và tất cả những lời mà Vân Sơn muốn nói đến đây là một lần nữa là cảm ơn tất cả các bạn bè của Vân Sơn. Cảm ơn bên Trung tâm Văn hóa quận 3 nè, cảm ơn bên quận ủy quận 3 nè và thành phố nữa đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Vân Sơn làm thành công dự án mà Vân Sơn đã ôm ấp từ bấy lâu nay. Một lời cảm ơn chân thành đến tất cả các vị đại biểu.